Ngày Quốc tế Lao động được kỷ niệm trên 80 nước trên thế giới và chính phủ các nước đã tăng cường an ninh, triển khai thêm cảnh sát và thậm chí còn sử dụng thiết bị bay để giám sát đám đông và các cuộc tập hợp khổng lồ ở các thành phố lớn. Ở Hy Lạp, các công ty và cửa hàng đã đóng cửa để kỷ niệm ngày lễ, trong khi những người tuần hành tập hợp sớm ở tòa nhà Quốc hội để phản đối những biện pháp khắc khổ nhằm đối phó với khủng hoảng ngân sách. Nền kinh tế quốc gia này đã chứng kiến nhiều cải thiện kể từ năm ngoái. Trong khi đó, ở Paris, hơn 7.400 cảnh sát và hàng chục thiết bị bay được triển khai để ngăn chặn bạo loạn của những người biểu tình phe áo vàng. Phe áo vàng đã biểu tình trong những tháng qua và thường xuyên có những hành động bạo lực. Ở Moscow, hàng ngàn người tham gia các cuộc tập hợp nhân ngày quốc tế lao động do Liên đoàn các công đoàn độc lập của Nga tổ chức ở Quảng trường Đỏ. Còn ở Jakarta, Indonesia, hàng ngàn công nhân tập hợp trong những cuộc tuần hành riêng rẽ để đánh dấu quốc tế lao động. Họ yêu cầu tăng lương, đối phó với lạm phát gia tăng ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Các cuộc tuần hành tương tự cũng được tổ chức ở Seoul, nơi công nhân đòi hỏi điều kiện làm việc tốt hơn. Ở Bangladesh, các nữ công nhân đòi được nghỉ thai sản và trấn áp nạn quấy rối tình dục. Còn ở Philippines, công nhân muốn được tăng lương và đốt hình nộm của Tổng thống Rodrigo Duterte. Ở Đức, hơn 5.500 sĩ quan cảnh sát được triển khai ở Berlin, nơi có đến 20.000 người dự kiến xuống đường phản đối việc biến quận Friedrichshain ở phía đông thành khu sang trọng. An ninh cũng được tăng cường ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Istanbul đã không cấp phép cho các cuộc tập hợp và phong tỏa quảng trường Taksim, nơi hàng năm vẫn diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Quảng trường này đã trở nên nổi tiếng vào ngày 1 tháng 5 năm 1977, khi 34 người biểu tình bị trúng đạn, bắn ra từ một tòa nhà gần đó. Chưa có ai bị đưa ra trước công lý trong vụ nổ súng này.